Rồi anh bà mời Đạt này, Đạt này. Được rồi, đang thêm bên Đạt đây, Đạt đây. Chào anh Bằng, chào Ok. tất cả mọi người. Anh chị em, Hôm nay em hình như bây giờ xin chia hôm trước ấy, hình sẻ. như anh cũng xem sơ sơ qua về một cái gọi là cái đề tài em nói là coi như là bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nó cứ nói là Việt Nam coi như làm nô lệ cho Trung Quốc hoặc bán cho Trung Quốc. Thì anh thấy cái đề tài em nói cũng rất là hay. Thì bây giờ em có thể nói lại cho tất cả các bạn ở đây nghe về cái chuyện mà Việt Nam có làm nô lệ cho Trung Quốc không, hoặc bán đất cho không, và cái mục đích của cái bọn kia nó xuyên tạc. Chào Xin cả mời nhà, Đạt. chào mọi người. Em xin phép thì hôm nay em nói ở góc độ cá nhân, góc độ kinh tế một chút nhá, chứ không nói về chính trị hay là gì. Em Thực ra cho cái thì mic nó to một tí, tiếng của em Đạt hơi nhỏ. Đạt Đạt đây. có nghe rõ không ạ? Được Rồi, chưa bây giờ ạ? rõ rồi đấy. Càng to càng tốt. Em thì dân kinh tế thì em sẽ nói về kinh tế thì theo cái Ok. góc hiểu của em thì mọi người nhìn nhận xem là như thế nào. Thực ra thì theo em ấy, như em đi một số nước thì công nhận rằng là Trung Quốc nó đầu tư và nó phát triển ở rất là nhiều nước, và khi mà cái lượng đầu tư của nó lớn thì khi mà nó phát triển và nó cái đất nước đó, cái con người của đất nước đó là nhân công, là lao động cho nó, thì nó sẽ bị phụ thuộc với cái ảnh hưởng như anh kia anh nói ấy, tức là nghèo thì sẽ bị lệ thuộc một phần về chính trị. Thì làm thế nào để giải quyết được vấn đề đó, bởi vì Việt Nam nó sát giáp với Trung Quốc nên cái việc nó bị ảnh hưởng với vấn đề về kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và nông nghiệp là có chứ không phải không có. Thì làm thế nào để mà Việt Nam nó không bớt bị lệ thuộc hoặc là không bị lệ thuộc vào Trung Quốc nữa, thì đấy là cách và cái hướng để mà phát triển được, và Đảng đang làm điều đó, chính phủ Việt Nam đang làm điều đó, đang định hướng điều đó. Nhưng ba que thì lại trống, ba que thì lại trống. Mọi người cũng hiểu rằng là trong kinh tế thì muốn phát triển được, muốn ổn định được và không phụ thuộc vào thì cần có nhiều đối tác, có nhiều sự lựa chọn. Và như thế thì cái người được lựa chọn đấy là người được hưởng nhiều quyền lợi hơn, ngày càng được hiểu nhiều nhiều, nhiều quyền lợi hơn, đúng không ạ? Và đặc khu nó làm mục tiêu, nó làm nên điều đó. Đặc thu khu thì với những cái ngành nghề đó thì đều hướng đến những cái đất nước khác, tập trung chủ yếu là những nước châu Âu và nước là Mỹ, và những nước phát triển hẳn như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản đối với những ngành nghề đó. Và việc đó là việc mà đem cho người dân Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn về công việc, nhiều sự lựa chọn hơn về sản phẩm, và có đem lại cái sự cạnh tranh và ít lệ thuộc. Khi trong một cái tỉnh của anh chỉ có một cái nhà máy của Đài Loan hoặc của một nhà máy anh của Trung Quốc mà anh muốn kiếm sống, thì anh bắt buộc anh phải lựa chọn cái sản phẩm, lựa chọn là làm cho nó tức là lệ thuộc. Khi vấn đề về phát sinh xảy ra, ví dụ như chiến tranh ở cục bộ thôi, chiến tranh tổng bộ thì không tổng tổng lực thì không có, nhưng chiến tranh cục bộ thôi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến đến cái tinh thần, cái miếng ăn và cái kinh tế cũng như là cái chính trị ở Việt Nam, đúng không ạ? Vậy thì bắt buộc phải có những cái thế lực nó cân bằng lại cái đó, việc đó. Mục tiêu của Việt Nam ấy là không lệ thuộc vào bất cứ một đất nước nào, đúng không Ok. mọi người? Không phụ thuộc vào bất cứ một nước nào và tiếp tục cái hành trình đu dây của mình để được tự chủ. Và muốn đu dây được thì phải cân bằng, và muốn cân bằng thì phải có đặc khu. Đấy, đấy là cái nguyên tắc của làm kinh tế, nó là như vậy. Vâng. Đạt, bây giờ này, hôm nay này muốn nói với Đạt một điều này. Tức cái chương trình này anh thấy cũng chưa ai nói, nhưng mà hôm nay anh em mình nói chung anh cũng tìm hiểu được một số. Thì vừa rồi ấy, tức là có một cái cuộc chiến tranh thương mại, tức mình gọi là chiến tranh cũng chưa phải, Chiến nhưng tranh mà thương nói chung mại là rồi, hai ok, giữa Mỹ Trung rồi đúng mình không cứ ạ? gọi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì bây giờ này mình sẽ phân tích về cái vấn đề đó và xem là cái cuộc chiến tranh thương mại đó thì có lợi cho Việt Nam như thế nào và ảnh hưởng tới Việt Nam như nào, và có lợi cho Việt Nam hoặc có hại cho Việt Nam hay không. Thì mình phân tích về những đề cái này anh thấy cũng rất hay đấy, đúng không? Cái đề Vâng tài vâng về tương đối thế tốt. em cũng đang định nói về chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung đấy. Em thì em nghĩ như thế này, đối với cái việc mà xảy ra cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung đấy thì thực sự là mục tiêu của Donald Trump ngay từ đầu khi lên, nó đã muốn như vậy, bởi vì có rất là nhiều nước lệ thuộc vào Trung Quốc, vấn đề về kinh tế, vấn đề về viện trợ, đặc biệt gần nhất ở đối với Đông Nam Á đó là Philippines. Và Mỹ giật mình và thấy rằng là à không được, không ổn rồi. Đó, thì bắt buộc Donald Trump, nó là dân kinh tế mà, thì nó phải bắt buộc nó phải phải khơi mào cái cuộc chiến tranh thương mại đó. Cái việc là có lợi hay không có lợi cho Việt Nam nó phụ thuộc vào việc người dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam lựa chọn phương án này.
Một là lựa chọn phương án là vẫn tiếp tục lệ thuộc và không dám mạo hiểm, vẫn tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc và nền kinh tế Trung Quốc và nền xuất nhập khẩu Trung Quốc ở gần đây, hay là tìm một con đường mới, một đối tác mới để mà hợp tác, để cân bằng lại, Không. cân bằng hơn. Bây giờ ý anh muốn nói như thế này, cái chuyện mà mình Anh để thay em giải đổi thích, ấy, để em giải thích, thì nó không anh để phải em ngày giải một thích. ngày hai, nhưng không phải ý anh muốn nói này, nếu mà mình thay đổi không phải ngày một ngày hai mà mình thay đổi được ngay đối với nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà ở cái thời hiện tại ấy, thì anh muốn em phân tích cho ví dụ là cái cuộc chiến tranh thương mại đó thì hiện tại ví dụ như nền kinh tế của Việt Nam như thế này Anh để em phân thì tích, coi như anh để em mình phân có tích. hưởng được lợi không, có nhiều cái lợi nhá, anh nói lại đấy, anh tìm hiểu Nó là như có nhiều cái này, lợi. anh để em phân tích, anh để em phân tích. Vấn Rồi. đề nó nằm ở chỗ như này này anh này. Đấy là cái lựa chọn của Việt Nam và đặc khu nó là cái cần thiết nhất trong thời điểm bây giờ. Em nói với anh như vậy. Thứ nhất ấy, cái vấn đề là cái thằng Mỹ ấy, nó nhìn nhận cái người Mỹ và doanh nghiệp Mỹ nó nhìn nhận không đôi hầu hết những doanh nghiệp Mỹ nó nhìn nhận ở Việt Nam nó là cực đoan. Nó là cực đoan và nó có cái gì đấy nó giống như kiểu Triều Tiên ấy. Nó giống như kiểu Triều Tiên đấy. Nhưng và khi mà mình mở những cái là khu như vậy và mình đưa ra chính sách như vậy là cho thế giới thấy và cho Mỹ thấy rằng chúng tôi muốn phát triển kinh tế và chúng tôi làm việc win-win. Giữ diễn đàn cho anh 1 phút anh tăng Cái việc cái hạ là thấp cái độ làm giống như kiểu là mình. chứ không phải là tham ô hay là những cái đã còn tồn tại trước kia trong 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 quá khứ. Chia sẻ với John Paul Bùi này, mình không phủ nhận việc là Việt Nam đang lệ thuộc một phần kinh tế vào trong Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề về nông nghiệp, nhưng đây là cách để mà không phụ thuộc nữa, đây là phương án để mà không phụ thuộc nữa cộng với cả phát triển kinh tế. Tức là mình đưa ra cho nó một vài cái đề tài, một cái lúc đề tài trong cái lúc nó đang cần, tức là Mỹ ấy, nó đang cần mình để cân bằng lại, và mình đưa ra cho nó, mình tỏ cái thiện ý, mình đưa ra cho nó một số cái phương án và nó cảm thấy lợi nhuận cạnh tranh tốt, nó đầu tư cộng với cả cái chiến lược của nó nữa, anh bằng hiểu ý em nói không, mọi người hiểu ý em nói không, cộng với cả chiến lược mục tiêu chính của nó nữa thì đương nhiên nó sẽ phải lao vào. Và như thế là mình đạt được cái mục đích là cân bằng cái kinh tế và cái sự lệ thuộc. Đó. Em chắc chắn rằng đặc khu nó sẽ triển khai, nhưng cái vấn đề về quản lý đặc khu mới là cái quan trọng. Em chắc chắn rằng đặc khu nó sẽ triển khai và vấn đề về quản lý đặc khu. Và đấy là cái tiềm năng đặc biệt trong cái việc chiến tranh kinh tế như bây giờ. Và Trung Quốc nó sẽ tiếp tục làm, sẽ là những Trung Quốc sẽ cố gắng, sẽ gây khó khăn để mà Việt Nam không triển khai được cái việc hợp tác toàn diện với Mỹ như vậy và những cái đất nước đồng minh của Mỹ như vậy. Đó, đó là cái mà cần phải đối mặt và cái phải dung hòa. Rồi khoan đây chờ chứ. Bây Vâng. giờ này, Đạt này, theo 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 anh nghĩ là như này nhé. Cái chiến tranh thương mại giữa Việt Nam Trung Quốc thì mình phải đề phòng hai cái. Mà nói chung nhà nước mình hiện nay anh chưa muốn nói là cái kiểu thay đổi cái nền kinh tế mà như kinh tế Việt Nam hiện nay thì mình trước mắt mình phải đề phòng hai cái. Thứ nhất là cái hàng mà giá rẻ, cái hàng của Trung Quốc ấy, thì bây giờ xuất khẩu vào Mỹ thì nói chung là cái thuế suất nó tăng cao thì hàng Trung Quốc vào Mỹ sẽ hạn chế đúng không, thì cái hàng đấy sẽ tràn vào những nước Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, cho nên mình phải cảnh giác những cái chuyện đấy. Đúng Với rồi. cái thứ hai nữa là cái chuyện gian lận thương mại đúng không, bây giờ ví dụ những doanh nghiệp Việt Nam bây giờ lấy hàng Trung Quốc, ví dụ như vừa rồi sắt thép lấy hàng Trung Quốc vào sau đó bắt đầu đóng Make in Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ để mà né thuế, chứ Mỹ ví dụ áp thuế Trung Quốc chứ không áp thuế Việt Nam. Đấy là mình chỉ nói chuyện riêng về về cái chuyện đấy, Đúng, cái đấy nhưng mà đúng. ví dụ mình phải, nhà nước mình phải coi như là mình thấy các chuyên gia kinh tế Việt Nam đã nhận ra rồi, thứ nhất là hai cái, thứ nhất là hàng giá rẻ sẽ tràn ngập vào các nước Đông Nam Á mà nhất là Việt Nam có biên giới Vâng. giới gần Trung Quốc, vấn Nó đề thứ gây hai ra là gian lận thương mại của các doanh gian lận nghiệp Việt thương Nam mại. đấy Anh ơi, đây cái đấy là cái mà nó gây ra cái việc cạnh tranh giữa cái đúng không? nó gây ra ảnh hưởng đến cạnh tranh giữa cái doanh nghiệp trong nước Việt Nam với cả doanh nghiệp Trung Quốc đấy. Đây, nhưng mà cái việc đấy đồng nghĩa việc là mình có năng lực, có khả năng đàm phán với Mỹ để mà hợp tác một cái mảng mới, một cái đối tác mới. Trước kia thì mình đang có một vài đối tác, thế bây giờ mình có tăng nhiều đối tác hơn thì đương nhiên là cái sự cạnh tranh nó sẽ tốt hơn.
và mình sẽ được cái có một cái lợi cho Việt Nam là cái... như này, một số cái mặt hàng ngày xưa mình và Trung Quốc cạnh tranh nhau nhưng mà thực tế cái nền kinh tế của mình nó cũng yếu, cũng không nhiều bằng Trung Quốc được. Bây giờ ví dụ như Mỹ nó tăng cái thuế suất đối Trung Quốc lên nhưng mà đối Việt Nam thì vẫn chưa không có vấn đề gì, thì Việt Nam thì mình sẽ đó ưu là thế cái tính những nhận cái định mặt hàng đấy. đó vào Mỹ. Đấy là mình Đúng phải rồi, chuẩn bị cái lợi thế đó. Đấy. nó là cái ký hiệp ước thương mại giữa các bên đó, nó ký theo một cái gói gói thợ gói gói Đúng rồi. thầu ấy, nó ký theo một Đúng gói rồi. thầu xuất khẩu, tức là ông tôi xuất cho ông cái này thì ông phải nhập cho tôi cái này. Đấy, Đúng đấy rồi. là cái hiệp ước kinh tế giữa các nước, mà khi các thủ tướng chính phủ đi thăm các nước ấy, thì thường sẽ có một cái ban ngành là gồm có các giám đốc kinh doanh, giám đốc và các tập đoàn mà đi kèm đấy, để ký những hiệp ước với nhau á. Đó, thì Cho vấn đề nên đây cũng là đây là anh thấy là anh xin lỗi, là anh thấy là vừa rồi này chứ Việt Nam mình cũng nhập nhiều cái mà bọn Mỹ nó cũng phải thán phục. Vừa rồi những cái tập đoàn bên máy bay Zeta đúng không, nhập 100 chiếc máy bay Boeing đúng thì không, Văn Quyết không phải đời mới nhất của Zeta. Zeta. Ừ. Trịnh Văn Quyết, Thì cái đấy vâng. là cũng trị giá coi như hình như 10 13 tỷ đô. Thì đó, cháu Không thì đúng nói rồi. với chú là cái tăng trưởng của kinh tế của Việt Nam thì Mỹ nó cũng phải nhìn, nó cũng phải thèm muốn. Từ năm 2013, Việt Nam đứng thứ 122 thế giới về kinh tế. Đến năm 200 tháng 4 năm 2018, Việt Nam đứng thứ 42 thế giới. Đấy là tăng trưởng khủng khiếp chứ. Khủng khiếp. Đấy là Ngân hàng Thế giới thống kê đấy. Đó, thì đương nhiên là đây là một cái cơ hội nếu biết cách dùng, nếu biết cách khôn khéo. Nhưng đương nhiên mình cũng không không quá nặng nề để phụ thuộc vào Mỹ, và cũng gây ra cái bức xúc đối với Trung Quốc, lại tiếp tục đu dây thôi. Đúng rồi, mình phải đu dây thôi. Nếu mà muốn Việt Nam độc lập, một, nếu muốn Việt Nam độc lập và do người Việt Nam và có vị thế trên chính trường quốc tế, một, ông phải mạnh lên, ông phải khỏe lên. Ai là ông phải không có lệ thuộc vào thằng nào thì mới có thể là Vietjet, vâng, mới có thể là À, tự phải có sẽ thể là tự chủ được chứ. Bây giờ các ông, bây mua giờ mua chính vì như mua một thế trăm mà máy có bay một cái tồn tại Boeing, như một này trăm anh Bằng máy này. bay đấy. Airbus đời mới nhất của Pháp đúng không? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang hôm ấy là nhận mấy chiếc, còn lại là đến năm 2025 sẽ nhận hết 100 chiếc. Còn Boeing thế đến năm 2025 thì sẽ Hãng máy bay mới của nhận Trịnh Văn 100 Quyết. chiếc Boeing, mà tổng cộng coi như Vietjet ấy, có 300 chiếc nhé, trở thành một cái tập đoàn coi như về coi như vận tải hàng không lớn của trên thế giới. Thì như này anh Bằng ạ, tức là bây giờ nó có một cái vấn đề là cái sản phẩm của Việt Nam xuất thì xuất nhiều rồi chứ không phải không xuất, xuất ra các nước châu Âu và nước Mỹ nhiều rồi, nhưng nó có cái dở là mấy cái thằng chống cộng cực đoan, mấy thằng mất dạy đấy nó lại tẩy chay. Chứ Made in Việt Nam nó lại tẩy chay, trong khi nó lại đi cắm đầu ông cổ nó dùng cái hàng Trung Quốc. Đấy là một Hàng cái Trung là rất là đáng buồn. Và tự nhiên khi nó là kinh doanh mà, khi xuất sang mà mặc dù giá tốt hơn nhưng mà lại không bán được, thì đương nhiên là công doanh nghiệp nó sẽ khó khăn trong vấn đề về làm ăn, đúng không ạ? rồi. Thì đó là một cái mà tóm lại nhìn quanh đi quẩn lại, một, nó không cho làm đặc khu, hai, nó phá để Trung Quốc nó tràn vào, ba là nó lại chống đối, nó bảo nó thương người dân, nó lại chống đối, nó không mua sản phẩm do người Việt Nam sản xuất ra, mà chủ yếu là sản phẩm do chính người dân dân lao động sản xuất ra, nó không mua. Bây giờ thì nó là hại dân chứ thương gì. Đó là Vâng, điều mà anh Tuấn Vũ, mình anh Thiên cần Tài phải Lê thì mấy hôm nay anh cũng bận nhậu. Hiện nay ba que trước thì cũng bớt rồi, cho nên là anh tối anh nhậu thôi. Vâng, thì bây giờ thì anh điện thoại anh messenger cho anh ấy, bây giờ là anh đang nhậu, anh Thiên Tài Lê, bạn tôi biết rồi. Vâng. chào Nini đi. Có nhìn thấy không em? Thực ra thì Hồng Nini đi này, những cái thông tin đấy thì mình có rất là nhiều bạn bè ở các nước, thì cái việc thông tin đấy là mình đã check thông tin trực tiếp từ những người là những cái doanh nghiệp đang bán hàng sản phẩm đó, chứ không phải là tức là đang bán và đang buôn đang dùng cái sản phẩm đó từ Việt Nam, chứ không phải là mình nói không. Đây này, một tuần nữa là về thu mua Thanh Long với cả Thanh Long với cả Chôm Chôm này, và nó biểu tình, nó gây khó khăn trong cái việc xuất khẩu cái hàng đó.
mà tất cả cái hàng nông sản của Việt Nam về bản chất nó vẫn hàng của Việt Nam thôi, nhưng vẫn phải xuất khẩu sang Trung Quốc, sau đó xuất khẩu sang Thái Lan, đóng mác của nó chuyển sang thì nó ăn. Ba que gọi là hiếm, nó có các mất bạn lợi bảo là hiện nay ba que là hiếm lắm chứ không phải là quý, thuộc dạng coi như là động vật hiếm chứ không phải quý hiếm. Trong trong tất cả các diễn đàn, cháu vừa đi lướt một số cái diễn đàn, trong tất cả các diễn đàn mục tiêu của chính nó là phá về kinh tế, Đúng rồi, cuối không cùng hiểu là nó đa nghĩ đảng. cái gì, nó phá về kinh tế. Bây giờ ông thù cộng sản, ông đánh mẹ cộng sản, ông đánh dân làm cái gì, ông phá về kinh tế khác gì ông đánh dân. Ông thù cộng sản thì ông cứ giỏi ông đánh cộng sản đi. Còn nói cho ba que một câu như này này, tất cả những cái đất nước mà lật đổ cộng sản ấy, kìa con chào các bác đi, con lên. mọi người nhìn nhận nhé, tất cả những cuộc lật đổ cộng sản ở một số cái nước mà đã từng tồn tại cộng sản cho đến bây giờ ấy, thì nhìn nói thẳng với nhau như thế này là nó tự đổ, muốn cộng sản bị lật đổ là nó tự đổ. Liên Xô chứ chả có thằng nào lật nổi được cộng sản đâu mà mơ. Thay đổi chế độ chính là từ phải phải từ chính những người cộng sản đấy họ thay đổi tư duy, chứ không bao giờ có cái chuyện thằng nào lật đổ được cộng sản đâu. Mà trong cái đó nó đang trong đà phát triển như thế này mà còn đi phá, nó không thương dân. Năm 2018 rồi chứ có ít gì đâu. Nói chung là càng nhìn càng nghiên cứu càng xem xét. Cháu thì cũng nghe nhiều thông tin trong diễn đàn, thế là cũng thôi tiện tìm hiểu thì cũng nhiều thông tin. Thì thấy là ui thực ra cái gì nó cũng xuyên tạc được. Vâng, thưa anh thầy giáo Lưu Tiến Lễ này, hôm nay chủ đề của em là nói chung là bọn chúng cộng cực đoan là bên kia, chúng cứ nói là coi như là hiện nay cộng sản bán nước đấy, hoặc là bán đất cho, nói tóm lại là bán đất cho bọn, bán nước cho bọn tàu cộng, và nhân dân Việt Nam hiện nay đang làm nô lệ cho Trung Quốc. Thì coi như là anh em chúng em mới phân tích ra vấn đề là hiện nay Việt Nam, coi như nhân dân Việt Nam, ví dụ Đảng em hoặc là tất cả các anh chị ở dưới này, và có sống nô lệ cho Trung Quốc hay không, có làm nô lệ cho Trung Quốc hay không. Đấy, cái vấn đề như thế. Vâng. Ở đây nếu mà có những cái bạn bè ba que nào như này nói như này, chốt lại vấn đề như này này, những cái thông tin mà bạn đưa ra nó là sai. Ví dụ như vấn đề về Hiệp định Thành Đô, bạn bảo năm 2020 là Việt Nam giao cho Trung Quốc, đúng không? Đấy là thông tin từ năm năm bao nhiêu rồi anh nhỉ? Nó ký Hiệp định Thành Đô là năm bao nhiêu rồi anh nhỉ? Em quên mất rồi. Năm 1990. Rồi. Đâu? Trước đó chứ. Thành Đô tức là mình quan hệ bình thường với Việt Nam Trung Quốc là năm 1990. Rồi. Thì như này này, nếu mà Hiệp định Thành Đô nó có thật nhá, thì việc gì nó phải đi chiếm đảo làm cái gì? Việc gì nó phải chiếm nó phải đi chiếm đi đánh nhau làm cái gì? Đằng nào nó chẳng của nó rồi. Đúng không? Thì tốt lại cái vấn đề là như thế này. Nếu những cái gì mà bạn xuyên tạc, một là Hiệp định Thành Đô năm 2020, hai là cái vấn đề về đặc khu là để dành cho người Trung Quốc. Rồi xin chào sư phụ. Thì chốt lại là thực tế chắc chắn nó sẽ diễn ra rồi năm 2020, nếu sau năm 2020 nếu nó không phải là như vậy, thì các bạn có dám cam kết rằng các bạn không được chống phá nữa không? Thì cái lý tưởng của các bạn đang là sai. Các bạn có cam kết là các bạn không chống phá nữa không? Đó. Còn mình thấy chống phá thì nó ảnh, nó thật sự các bạn chả chống được đâu. Cái vấn đề nó là như này Đạt ạ. Phát triển kinh tế khổ người dân thôi. Cái vấn đề nó là xuyên tạc nó như thế này. Đầu tiên nó gọi là mật ước Thành Đô. Thì mình bây giờ mình chưa bạch hóa cái hội nghị Thành Đô là cái gì. Đã gọi là mật ước thì là không thể nào tiết lộ bí mật ra ngoài được. Thế tại sao bọn ba que nó biết? Có phải nó quá giỏi không? Đúng không? Chứ còn mình chỉ gọi là hội nghị Thành Đô thôi, mà sau này ông Trần Quang Cơ thứ trưởng coi như Bộ Ngoại giao mà ông ấy tham dự cái cuộc cái hội nghị đó, thì ông đã đọc về ông cái hội phát nghị biểu Thành Đô đấy rồi. Đã đọc về hội nghị Thành Đô đấy rồi. Không, tức là quá nhiều cơ, nó khổ vậy. Cơ sở cái hồi đấy Việt Nam đã, Trung Quốc đang tổ chức cái thế vận hội ở Bắc Kinh, cho nên là ở ấy nó mới đưa về Thành Đô nó hội nghị với mình. Thế là chúng nó xuyên tạc, nó bảo ui giời coi như phải đưa về Thành Đô cho nó bí mật, hiểu không? Mà sau đó nó gọi là mật ước.
Đấy, mật ước coi như Thành Đô coi như Việt Nam đến năm 2020 coi như Việt Nam bàn giao cho Trung Quốc. Đấy, cũng như là Tây Tạng hoặc như Tân Cương. Để Trung Quốc muốn làm gì làm, là mổ bụng để lấy nội tạng và mọi người các thứ để bán cho Trung Quốc cái nọ kia tất cả các thứ đấy. Vấn đề đấy. Cho nên anh chỉ yêu cầu chúng nó mà nếu năm 2020 mà Việt Nam không trở thành một tỉnh của Trung Quốc, chỉ yêu cầu một điều chúng nó rất là nhỏ thôi. Chúng nó đừng có mở miệng về chống phá và xuyên tạc đất nước Việt Nam nữa. Có vậy. Đúng không? Chúng nó câm miệng Đúng hết. rồi. Để cho nhân dân Việt Nam coi như lo cuộc sống hòa bình các thứ, chúng nó đừng có xí mõm về ở bên đấy, chúng nó cứ làm ăn đi nọ kia tất cả thứ thế xong Chuyện gì đấy. cũng Mình xuyên chỉ tạc yêu cầu được. nó một điều thôi. Và đôi khi là em thì em thấy là nó ngu một cái là nó thể hiện cho người ta thấy rằng là nó đang là ganh ghét là chính. Nó ganh ghét là chính. Thì nó như nào? Nó có suốt ngày nó kêu cái việc là à con của các cái lãnh đạo của Việt Nam, tức là cơ quan chính phủ Việt Nam, ví dụ như là Mỹ Cái mạng của bên rồi. Đạt có vấn đề ở đây. Cái mạng của em có vấn đề dạo này trong thủ đô gì gì mà mạng yếu quá. Đâu, em đang dưới kho nên là Thành nó phố kín, nó không phải kín. thủ đô thì mạng cũng khỏe thế này. Đâu, em ở dưới kho, nó kín. Nó kín nên nó wifi nó yếu. Vợ nó mắng không cho ở trên nhà. Thì cái câu chuyện là bây giờ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay ông Nguyễn Tấn Dũng, ông là thủ tướng nhưng ông vẫn là con người chứ, bây giờ nó thích sống ở đâu nó học ở đâu, cái quyền của nó chứ, ông làm sao ông cấm được nó học hay nó sống hay không. Thứ hai là Việt Nam đấy, Việt Nam năm 2013 đấy xếp kinh tế đứng thứ 122 thế giới, bây giờ muốn vượt lên thì phải học cái hay của nó chứ, học cái giỏi của nó chứ, về mà quản lý chứ, đúng không ạ? Chứ bây giờ cứ mãi Đúng. ở cái ao làng Việt Nam thì làm sao mà phát triển lên được, vẫn phải có người đi tắt đón đầu chứ. Điển hình như con gái của Nguyễn Tấn Dũng nhé, con gái Nguyễn Tấn Dũng mặc dù là không muốn, mặc dù là không thích, mặc dù là đời ông đời cha bắn nhau giết nhau thù nhau như chó, nhưng mà vẫn lấy con trai của con trai cho con trai thứ của phó thủ tổng thống cựu Việt phó Không không tổng không. thống Việt Nam Cộng Không. hòa ấy thôi. Không 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 không. Ông ấy, Có cái ông thông gia của ông Nguyễn Tấn Dũng là làm ở trong cái kiểu như quốc hội ấy, trong nghị viện của cái chính quyền huyện Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ mình mới phân tích vấn đề là như này. Ví dụ như ông Nguyễn Tấn Dũng ông làm thủ tướng đúng không, khi lấy cho con gái ông ấy lấy một cái người chính quyền gọi là ở nằm trong chính quyền huyện Sài Gòn, chứng tỏ rằng là những người Việt Nam bỏ những hận thù đi rồi đúng không, không có hận thù gì về 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 cái chính quyền Sài Gòn nữa. Có những người trong chính quyền Sài Gòn cũng cũng là như nhân dân Việt Nam, và người ta sống bên đó người ta biết hướng về tổ quốc, hoặc người ta làm việc bình thường cũng như người dân bình thường, không có bỏ cái gì cả vâng, đúng không. Cho nên là kể các cả bạn mới là thấy là có một cán bộ cấp cao vẫn cứ lấy bên kia được, đó là cái sự hòa hợp thì đấy, đấy là hòa chuyện giải dân bình tộc, thường nó là sự mà. đấy. Vâng, bình thường. Em nói với anh như thế này, kể cả là ông Nguyễn Tấn Dũng ông cũng không đồng ý được nữa thì quyền vẫn là quyền của con gái ông chứ không phải là của ông đó. Và thứ hai là nó sống ở bên Mỹ 10 năm, nó về nó mở quên chị về chị mở cái tập đoàn Masan ấy, về Đúng. tập đoàn Masan kinh doanh chủ yếu mình rất là nhiều lĩnh vực mảng nông nghiệp thì giúp đỡ người dân. Thì bây giờ nó không đi học ở Mỹ thì làm sao nó mở được, mở màu mà Chứng khoán bản Việt đúng không ạ? ấy, chứng khoán bản Việt là của bên con gái ông bên chị Dương, của chị Phượng á. Đấy chưa? Thì qua đây mình thấy là Đấy, đấy đấy là vấn đề hòa hợp và hòa giải, tức hòa hợp giữa những người Việt Nam cứ và bảo là những mà sang này nó kiều sống nó bào, không sướng, còn nhưng cái bây hận giờ thù nữa. mà nếu nó Nghĩa có là bản tiền thân sang chúng này nó tôi cũng sống nó đâu có hận sướng, thù nó ở gì bên đấy thì những sao người ở mà Việt nằm Nam ở làm trên gì. chống ở trong cái chế độ cũ đâu, mà chỉ có những kẻ chống cộng cực đoan và những bọn dân chủ quậy trong nước chúng tôi gọi là ba que. Còn những đồng bào bình thường thì chúng tôi vẫn coi là những đồng bào Việt Nam, chúng tôi vẫn yêu thương vậy đúng không. Bản thân con gái ông Nguyễn Tấn Dũng coi như thủ tướng của cựu thủ tướng bây giờ, mà trước kia làm thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con lấy con trai của cái ông mà coi như nằm nằm trong cái nghị viện của cái chính quyền Sài Gòn cũ đúng không. Cho nên là vấn đề đấy đấy là hiện thân của cái chuyện mà gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc đấy. Cái nghị quyết 36 nó ở chỗ đấy đấy.